Anh em chú bác đã quay trở lại kênh của mình rồi. Sau mấy ngày nghỉ thì hôm nay mình tiếp tục mình bán ít đồ nghề nha anh em. Trong đồ nghề hôm nay bãi nó cũng khan hàng và không có hàng nha anh em. Mà hôm nay mình chỉ chủ yếu là mấy mặt hàng mình còn sót lại mình đem bán, đăng lên đây bán cho những anh em chú bác nào cần thì hãy hãy mua nghe. Nói chung Tết nhất tới rồi, anh em coi có cái nào cần thiết thì mình hãy quyết định mua hàng. Thì nói chung mấy cái đồ linh tinh thôi, có nào anh em có cần món nào thì anh em hãy nhắn tin qua, nhắn tin nha. Có A có B anh em đừng có nhắn lộn mã, mà để mình ship cho nó đúng hàng ha. Chung hàng quá Tết này nó eo quá anh em, đi thì chủ thứ nhất là đi săn mà khó, rồi thứ hai nó đi mình đi có thể là mình lỗ tiền công luôn á, tại vì hàng nó rất là ít. Đồ xấu đồ cũ quá gì đâu bán anh em đâu có được đâu, nên mình cũng hạn chế. Có thể là Tết nay thì thậm chí nếu mà không có hàng thì có thể ăn Tết sớm, thì nói chung mình cũng còn bán lai rai cái clip nào một hay vài clip nữa anh em, thì có hàng thì mình bán tiếp, còn không có hàng thì đành chịu thôi. Chung anh em mua hàng hôm nay là mình sẽ ship hết cho mọi người nha, mình không có giữ hàng nữa tại vì không có bán thường xuyên nữa, thì ghi dăm 3 ngày mình mới bán lại, có thể là 2 3 ngày, 3 ngày anh em không Tết nhất tới mình không có giữ cái hàng. Anh em quyết định mua cái nào và mình coi cái nào cần thì hãy mua, mình là mỗi ngày mỗi ship nha. Trên cái clip này anh em cứ mua là nhớ anh em nào chuyển khoản mình sẽ bao ship hết nha, lưu ý là chuyển khoản nha. Còn anh em muốn nhận hàng trả tiền nữa thì anh em hãy tự trả ship nha. Một món đơn giản như là 2 mấy ngàn, một A là bán cái một rồi mình vô luôn nha mọi người. Một A 180 nha, bộ mũi khoan này, này là khoan tường, này khoan chui gài, chui lục chét, chui tròn có đầy đủ nha anh em đó. Trong cái này thì ghi anh em nhà máy 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 khoan thì anh em chắc cũng có, máy nào cũng có, bắn vít cũng có, thì mình chung mình không còn một thứ nó để đủ size cho mọi người, cho nên kết hợp như thế này nha. 2 mũi 3 ly 4 bay rưỡi nè, này là chui gài nha anh em, này anh em có thể bắt tắc kê mấy mấy con vít không tắc kê Unica đó, mũi này 3 ly rưỡi. Unica Nhật nghe anh em chưa đóng số nó bỏ nha, mũi này 4 ly, 4 ly anh em có thể bắt tắc kê 5 được nha, 5 thì nó bóp, bắt mấy con vít không tắc kê nó bóp. 3 ly 4 anh em có thể bắt 4, 2 mũi 6, 1 mũi 6 rưỡi nha. Mấy mũi khoan này mình bán rất là nhiều rồi nha anh em, chưa sử dụng nha, 2, 4, 6, 7 mũi đó, chỉ 180 ngàn, chưa tới 30 ngàn một mũi nha. Thị trường anh đang bán mấy mũi nhỏ nhỏ nhất cũng là 40 mấy ngàn đó. Anh em cứ so sánh mà mua hàng. Nói chung mình mấy cái hàng này nó còn về họ mình bán ví dụ đầy đủ size thì mình còn rất là nhiều bán cho anh em. Hôm nay mình nó cái này thì một cái nó còn ít ít thôi, chứ nó không có mà để mà ví dụ chui tròn mà để từ 3 tới 10 cho anh em được ha. Lưu ý là nó có đủ size như thế này nha. 180 chui gài lục giác chui tròn nha mọi người. 1B 170 mớ đồ linh tinh thôi nha anh em, nói chung kết hợp lại chứ món chục hai chục rồi mình bán, nói chung cái nào cũng sẽ cần thiết thôi cho những ai có nhu cầu thôi, chứ còn những này là bộ lục giác Yisuke này dính dơ mình cũng chưa có lau rửa đúng không nha anh em, để lâu quá này nó bị oxy hóa luôn á. Cái này anh em chỉ bị nhẹ thôi, cái này mình chùi giờ vẫn ra được như chưa sử dụng luôn nha. 1, 2, 2 rưỡi, 3, 4, 5, 6 đó. Cái này nó trong giờ lục giác thì nó không dụng ha. Xe cộ giờ nó xài lục giác cũng khá là nhiều nha anh em. Cái thứ nhất thì cái này là một cái quạt Zippo của Nhật, cái này nó bị sét này nha anh em, da băng đây. Cái này anh em về đánh ra hoặc là anh em muốn đi cho thợ nó trùm keo lại đây nè, trùm màu mè lên nhìn nó sáng đẹp lại, còn không anh em muốn thì anh em ấy anh em sơn lại nha. Đó. Có số thì nổ rơm luôn nha anh em. Và Zippo thì trị giá nó không có nhiêu tiền hết nha. Bán chung một đống như thế này. Một dao này. Dao này dạng mini nha anh em. Nhà nó có cánh cánh trên cái chóp đầu này. Nhỏ nha, cán nhựa cán sừng không biết, hàng xịn luôn nha. Một cái mỏ lết mini
vâng. Cái này chắc những anh em đi câu cá có thể dùng mấy cái mỏ lết nhỏ nhỏ này để gỡ mấy cái đồ ấy rồi. Có móc khóa này nha, với một con dao dao siêu mini này 1950. Cái này nó có cái chức năng khóa mà mình không biết nhấn hay gì gạt cái phần trong đây nè, có một cái nút trong này nhỏ trong đây nè, còn giờ mình không khóa được. Hôm giờ nó cứng mà mình chọt trên cái không biết sao nó ra luôn nha mọi người. Nói chung cái đồ này nó thiết kế kỳ công, nó mình không không có thời gian để tìm hiểu nó, có nó sẽ khóa được, rất là bén nha anh em. Cái này bén lắm, nhỏ thôi nha, khoảng 7-8 phân, cái mỏ lớn này chắc 5-6 phân. Anh em nhìn trên camera không biết có thể nhìn thấy lớn không chứ nó có tí xíu nha. Đây 1 2 3 4. 1 2 3 4 với cái bộ lục giác nó 170. Mà cái lục giác hai cái này cái nọ cái dài chục thôi. Cái này nếu anh em mua mới tiền tăm nữa. Đây. Món linh tinh này 170. Rồi 2A là mũi khoan sắt. Cái này mũi khoan này nó bị lỗi do nó để bị cắn anh em, nó ba cái mũi này mình tính giá là như rẻ nhất có thể cho anh em về có thể sử dụng khoan sắt vẫn được. Anh em chỉ cần mài mũi này thôi, cảm giác nó không có ngọt được như mũi mới thôi, còn hơn là những cái mũi chợ. Nghe mũi chợ anh em khoan chút xíu là nó díu cái đầu, nó toàn cái đầu này lại này. Hoặc anh em sử dụng trong việc khoan gỗ hay gì đó cũng được đó. Nó nhanh, nó nhanh cái bên hông anh em. Ba mũi này 8 9 10 đó, ba mũi này ha. Còn đóng này lưu ý là chuyển khoản mình bao ship hết nha, còn anh em muốn hẹn hàng trả tiền đó thì anh em cứ tự trả ship luôn nha. Tại vì trong mình trả ship thì nó dụ nó có chục 20 ngàn là mình trả ship cho anh em được nếu chuyển khoản, còn phí COD nữa thì không có bao nổi nha, nội không nó thu về 900 ngàn không ăn lan ha, mười mấy ngàn rồi. Bộ này từ 3 ly đổ lên nó có trùng lập 3 ly, ví dụ 3 ly 2, 3 ly rưỡi, 3 8, 4, 4 rưỡi, 5, 5 rưỡi, 6, 6 rưỡi, 6 8. 6 8 là cái mũi này. Cái này sushi làm những chưa dùng anh em thấy là cái mũi đó nè. Nó ngắn ngủn à. Nó để cho mình khoan khoảng tối đa khoảng 4 5 phân thôi. Còn máy này đã qua sử dụng nhưng mà còn khá là tốt hết nha. Cái nào nó có mẻ hay không chuẩn thì mình còn cũng báo cho anh em mình biết để mà anh em biết mấy mũi khoan mình đánh giá đẹp nha. Cái này 6 rưỡi nha, 6 rưỡi này 6 8 anh em gian ra 7 cũng được ha, 6 rất là nhiều nha anh em. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 mũi với ba cái mũi kia nữa là 21 mũi nha, 350 nha. Với là 3 ly đổ lên nha, 350 thêm 3 mũi khoan lớn nữa nha anh em. 2A 350, 2B 450. Bộ này thì xịn hơn thì nó đủ size từ 1 ly ly 2 với 1 ly không có nha anh em. Mấy mũi nhỏ anh em nuôi như khoan thì anh em phải cẩn thận nha, như khoan mạch điện tử thì linh tinh rồi được, chứ còn anh em khoan mà anh em đè quá nó sẽ gãy nha. Nhiều quá mấy bộ này nhiều. Chung anh em nào chưa có món nào thì anh em cứ xem kỹ, còn đã có rồi anh em có thể lướt qua xem những sản phẩm khác trên đây. Bộ này cũng y như bộ kia này mà nhưng mà nhỏ nhất nó có thể là từ 1 ly, ly rưỡi, 2 ly hay ly rưỡi, khá là nhiều. Đó, nó cũng có mũi 68 lên trên đây. Thì mấy mũi nhỏ này thì nó cũng chuẩn như cái bộ 2A thôi, nhưng mà có được cái nó có mấy cái mũi nhỏ nữa, 3 4 cái mũi nhỏ nữa. Đây nè, trong mấy bộ này đẹp nha anh em, có mũi này 66 mình không thấy nè, nhưng mà mình có trừ hao và có thể là những cái mũi 3 đi rưỡi nó 3 2 3 mũi 4 ly 4 4 đi rưỡi gì đó nó cũng tầm 2 mũi. Cái nào nó nhiều mình sẽ cho trùng lập 4 rưỡi 5
5 rưỡi 6, 6 rưỡi 6, 8 6 nè, na chi cho băng không nè, mũi khoan 7 nhật nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Cái mũi này là mấy ly nữa đây? 6 ly rưỡi. Tobacco chưa xài nha. Rồi này cũng nhiều dữ. 4 ly 6, Mitsubishi rồi. Còn này như là 8, 9, 10. Cái mũi này 8 rưỡi nè. Có sử dụng lướt. Mũi này 9. Mũi này 10 nha anh em. Mũi 10 có chớp nha này tí xíu. Ví dụ anh em mài còn phần trên đây nó rất là ngọt nha. Được xài tới đây anh em mài mũi lại. Thường thường mấy anh em khoan khoan thì giống đĩa 5 phân 2 phân là tối đa ha, chứ thứ mà khoan sâu. Đó. Nhiều nghe anh em hai mươi mấy mũi thôi. 450. Bó luôn nha. Nếu anh em mà cầm tiệm mũi khoan mới mà cầm xịn hết luôn anh em biết cũng phải vài triệu nha. Em nếu mà chơi mũi khoan xịn cầm mũi khoan mấy hàng là tào lao thì nhiều khi anh em so sánh với mấy cái hàng này được nha. Đi cũ cũ chứ nó khoan rất là ngọt, mình cũng đang dùng mà mình cũng cũng có dùng mà. Đó, một bịch như thế này 450 cho 22-23 mũi nha, tối đa 10 ly. Cái này không số 100.000, chỉ có một cái thôi. Cái này mũi mũi phai mũi tiện như đây nè, 10 ly giáp ăn nha, chưa khui luôn nha, chưa lắp tem, giờ mình khui luôn nha. Lắp cái tem nè đây. Em thấy mũi khoan khoan người ta nhìn nó bóng có, nhìn nó chất lượng liền. Mình để trong đây mà lâu ngày cũng ra bụi nè. Đó. Mới giật đứt cái tem luôn nha anh em thấy. 100.000 anh em nhắn cái mã mũi mũi khoan lẻ gì đó, anh em mũi khoan không số 100.000 ha. 33B là mấy cái mũi taro. Cái này là 4 5 6 8 10 120. Khỏi cần phải coi kỹ nha anh em. 4 4 5 6 8 10 120 ha. Lứt sơn nha. Cái này 3B 150. Thì cái này được nó thêm được cái có mũi 3 ly. Còn lớn nữa không có nha anh em. Cái nào có lớn mình sẽ bán cho mọi người, mấy anh em nào có nhu cầu mấy cái mũi taro lớn. 3 4 5 6 8 10. Thì thêm khác kia là một mũi 3 thôi. Có tại cái này nó mũi 10 với mũi 8 là hai mũi răng xoắn nè. Mấy còn mấy này răng ngang. Răng xoắn này như là nó một số anh em chắc yêu thích hơn. Mua thì chắc nó cũng phải mắc hơn. Cái xoắn thì nó ra cái phôi thép. Còn răng ngang thì đương nhiên cũng phải xài được rồi, nhưng thiết kế để ép mà. Còn ok hết nha mọi người, 2 4 6 mỗi 150. Rồi nay chỉ có taro như đó thôi, không có gì nữa. Anh em lưu ý là mua anh em nào chốt hàng là mình ship luôn nha, không có ấy giữ nữa. Thì coi nào cần thiết mình mua nha mọi người. 3B 150. Hai cái mũi khoác này, mũi khoác gỗ nha anh em, mũi 4A 180, 4B 200. Đương nhiên tiền nào con nấy, 180 thì nhìn nó cũ hơn, nhưng mà về cái mũi khoác á thì nó không có một vấn đề gì hết á. Nhìn nó cũ cũ hơn tí xíu thôi. 180 nha. 4A. Cái này thì nhìn mới hơn nè. Y như có một cái lớp sơn phủ bạc ngoài đây nè. Cái này nhìn như chưa sử dụng luôn gì. Một tâm này khoét. 4B 200 nha anh em. 4B. Rồi 5A bán mớ đồ linh tinh giũa nhíp này 150 nha. Đây, nhíp các kiểu, nhíp này nữa, nhíp này không nó dày khoảng 2 3 ly.
nhíp xịn anh em thấy anh em xài biết chừng nào mới hư này, hai mươi mấy này anh gấp đồ nặng hơn tí xíu được, này khoảng gần 2 tấc, tấc 8 đó, thì như nó cũng đủ cỡ, ba cái nhíp thẳng đủ cỡ nè, ba size gấp đồ nhẹ, đồ dừa nhọn đó, nhíp này còn rất là mới nha anh em. Nè anh em gấp đồ linh tinh đồ được hết, ba cây với cái nhíp một cong này, không không có răng nha, độ dày cái nào nấy là khoảng 1 ly trở lên không nghe anh em, chứ không phải như đây đâu, thép không rỉ hết nha, của ta chứ phải như đồ ba cái nhíp linh tinh đây bán để anh em gấp, nhất là những anh em thà làm điện tử hay là mấy cần những cái nhíp mà để gấp đồ, những cái nhíp ở đây nó bán anh em gấp lên bóp cái là nó sẽ cong luôn, thép sắt nó dẻo nhẹo ha. Còn này một cây kéo một cong, cái này như kéo tới để nó gấp trong những cái bông gọn gì đó, nhưng mà mình thì mình nghiêng nghiêng này nha, thì ví dụ mình có thể mình gấp những cái vật dụng nhỏ hoặc ba cái đồ mình trong quá trình sử dụng mình có thể gấp được, chứ không nhất thiết là phải dùng trong công việc đó, không phải kéo mà dạng y này như dạng nhíp là nhíp cong này. Đó. 150 nghe đây, anh em nào có tài khoản online thì nó ấy hơn em, còn anh em nếu làm muốn đỡ miễn phí ship hai mấy 30 ngàn thì anh em cứ chạy chuyển khoản nha, 1 2 3 4 5 món 150. Ba cái kìm này 5B 300, cái thứ nhất là một cái kìm DUI nội địa Nhật ha, 1 tấc rưỡi, cái này nó chưa xài luôn hay gì nghe anh em, này nè nó bị khi bị oxy hóa tí xíu à, chứ không bị gì hết á, còn xanh lè luôn, răng còn xanh lè luôn, cán là ok hết, tắt rưỡi lên ra tắt 6 nha mọi người. Một cái kim nhọn Neri xài ok luôn, có lỗ tuốt luôn, không mẻ luôn nha, bao anh em cắt nha, có cây này là nó nhâm nè, đó nó nhâm tí xíu thôi, có 2 cái lỗ tuốt luôn. Kìm này xanh kia, cái này rất hữu ích cho những anh em nào cần dọc phá những cái dạng, chung mình hay cắt dùng cái kìm này mình để cắt mấy cái vỏ pin rất hiệu quả nha, nghiêng nghiêng vô để mà cắt những cái pin để mà đóng pin đó, còn anh em dùng trong việc gì cũng được. Này nó có nhâm nè, nhưng mà né cho nhâm này anh em cắt vẫn ok vậy thôi, có lỗ tuốt đầy đủ hết. Ba cây này 300 ngàn anh em, chuyển khoản sẽ được miễn phí ship hết nha. Thì cây này nó bị nhâm nhâm tí, mình tính giá trị nó không cao nha, mà cây này mới đẹp 150, rồi cây này 100 ngàn, nữa cây này 50 ngàn, 300 ngàn, chuyển khoản bao ship hết. Mã số 6A 400, một con dao đề ba, dao này tại mình thấy nó đẹp quá chứ hồi bán mình cũng hơi rác, cũng hơi lấy nha, không phải nó không phải thép đen nha, nhưng mà dạng thép thép không rỉ đó, chưa có mài luôn, dao đề ba nha, có chữ đây này nha mọi người, anh em thấy xếp nó bóng lưỡng không, dưới đây thì 5 phân, dài đây nha, 14 rưỡi nè, đây là nó mình lấy cái này nó giọng cái gì vậy đó. Độ dày 3 ly rưỡi, anh em thấy cái cán làm khá là đẹp ha, cán làm gỗ khá đẹp, 400 nha anh em, còn cái này nó bị đó, bị oxy hóa, nó bị xét tí xíu nha cái chân này, còn lại là nó ok hết nha anh em, chưa có mài luôn nha, nhà nguyên bản nó về vậy luôn á, cái này nghĩa sử dụng rất là ít, không có vỏ hộp thôi, 400 ngàn. 6B bán 3 cây tu vít này 160, 1 cây tu vít trừ
từ này là nó dài khoảng 2 tấc, 2 tấc 1 này, cách điện ngàn vôn luôn nha nè. Mà cây này không hàng mới nó bán khoảng hơn trăm trăm ngàn hơn nha, mấy gia băng đàng hoàng nghe anh em, nó đóng dòng chữ đây nè. Mấy tu bít này chưa có cây nào sử dụng hết nha. Ở mình về một đống mình bán cũng khá là nhiều rồi, còn lại một ít thôi bán cái này cho nên. Còn hai cây này BH1 và BH2 này, anet mấy gia băng luôn nha, chưa sử dụng nha anh em, vỏ nó bị dơ á. 15 rưỡi 16 ha. Đó, ba cây này 160 ngàn. Anh em dặn mấy cái này thì anh em khỏi lo phải tè dụng dặn mấy con ốc, anh em khỏi sợ bị tè mấy cái này ha. Thường thường mấy cái tu vít chợ nó anh em nó rất là dở, anh em dặn tí xíu là nó sẽ tròn cái đầu rồi luôn. Còn đầu của ta nó thép nó cứng nha, chứ không phải như ấy đây. 160. Quên, nữa nay mình còn một ít cây này nữa nghe nè. Đây, cây lớn thì 220, cây nhỏ 107 ha. Anh em nhắn cây hít qua ha. Đây nè, cây 6 tấc chọn cây 5 tấc. Đúng rồi, 5 với 6 tấc, 5 tấc, 5 tấc, 6 tấc nha. Cây nhỏ thì 5 tấc. Cây lớn thì 6 tấc. Cái này có thể bẻ cong được nha anh em. Nè anh em xài gia đình thì mình nên mua cây nhỏ. Nó hết khoảng tầm cách chừng nửa ký đổ lại, chung vật dụng rơi ở trong hốc á, hốc kẹt rồi đó anh em. Nhiều khi mình tay mình dớn tới hay gì đó, vật dụng nó nhỏ quá, dùng một cây kim hay cái gì đó, anh em có thể sử dụng cái này có đầu 500 anh em có thể rà, hay là mình gấp một cái vật dụng ở trong hốc kẹt này, tay chân mình không có mò vô tới được. Cái này cũng là hàng hàng của Nhật luôn nha anh em, chứ nhiều khi số anh em mua về nói không có thấy thương hiệu gì hết. Cũng chung một đống tu vít anet này nọ, mình về chung một lượt, nó nằm chung một lô đó luôn, nó chưa như hàng tồn kho hay là gì đó nó mới bán nghe, nó chưa in thương hiệu, cũng như mũi khoan hay này nọ mình nó chưa có in thương hiệu lên là nó bỏ đó ha. Cây lớn thì nó hít rất là mạnh nha. Đây, hai cây thì trên lệch nhau khoảng 50 ngàn, anh em cây nhỏ 170, anh em cứ để cây hít nhỏ qua nghe, cây hít lớn 170 và 220, chuyển khoản bao ship hết nha. Rồi số 7, 7A là bán hai cây đục này 180, tại mình không có soạn chung được, nhưng tại vì hai cây đục này nó khác vị hơn người ta. Một cây đục SK11 9mm, chưa có xài luôn anh em, nhìn nó cũ cũ vậy đó nè, cái đó chưa đóng luôn nha, 9 ly. Còn cây này là nó bắt để 3/4 nè, chưa có mài luôn nha anh em, cái này chắc về anh em mài theo miếng nữa da băng. Cái một cái y như cái nhựa trong á, cái này dấu cắn hay là cái dấu sử dụng cho nó sử dụng nước đi nghe nè. Cái này có thể không phải để sử dụng trong cái việc khác, chứ không phải là như anh em đục gỗ để đục con điêu khắc gì đó, để sử dụng những cái búa vừa tầm thôi, cho mấy cái đục như đục gỗ mình hay bán nó có dòng sắt ha, nó bảo vệ. Còn này có cái chốt ở một cái lớp thép, cái này chắc thép nó đóng từ trên dưới nghe nè. Thằng này nó tới 29 nữa. Đó, 29 nha. 9 ly và 29. Hai cây này 108. Thay vì đục kia nó một cán gỗ. Mấy cái này nhìn nó chất lượng anh em, nó nặng hơn nè. 7A 108 nha. Có hai cây đó thôi. Bán ba cây quay kẽm này 160 ngàn. Anh em nào thợ sử dụng thường xuyên thì mình mua nha. Trong này những anh em thợ hộ sử dụng quay kẽm này, mua lần cho nó ba cây vậy ha, đỡ tốn tiền ship. 160 ngàn, chuyển khoản sẽ bao ship nha. Cái này là có Nhật nhưng mà nó bị như nó cũ, nó bị nổ rơm nha anh em, lớp nổ rơm tí tí phần phía ngoài mà nó bán rẻ nha.
Đó. Còn cái tay quay dưới là hợp bình ok hết, không có gì hết. Ba cây 160. Gần 1 kg luôn nha. Anh em mua COD là nó tiền ship nó tầm 32 ngàn hơn nha. 160 ngàn. Thì anh em cứ lựa chọn hình thức, mình nói rõ anh em lựa chọn hình thức mua cho nó dễ nha, để khi mua COD là sao nó tiền ship nó cao quá. Chứ mua online thì anh em phải biết là mình muốn ở nhà người ta đem tới thì anh em phải trả đi cái tiền công cán đó, người ta mới đem lợi, chứ không ai đem lợi cho mình đâu ha. Mã số 8 nó bán 4 cái đục này 320. 4 cái đục này đẹp nha anh em, trung bình 80 ngàn cây. Nó chỉ sử dụng nước thôi, mà anh em nhìn cái dòng màu sắc với đít phía sau là anh em biết. Cái này 9 ly, 9 rưỡi, lo từ nhỏ tới lớn nha anh em. Này 11 rưỡi, 17 rồi, 16 mấy, chưa được 17. Này 24 rưỡi. Em 4 rưỡi ha. Đây đục của nhà khách nha. Này mình bán cũng khá là nhiều à, mấy bộ dụng 66 cũ mình bán rẻ hơn, nhưng mấy này nó ra phần sử dụng lướt đó 320 ha. Bộ số 9 350. Cái này hầm bán rồi nè. Thì cái ông kia ông này là bị trúng bơm của ông ở Tiền Giang, ông đặt cho đã rồi, hổm rất nhiều anh em mua cái bộ này như hai cây mới, hai cây sử dụng nước, tại kết hợp lại cho nó đủ size anh em. Hai cây này mới nè, hai cây này có sử dụng nước này. Này 9 ly nè. Ông này cũng mua rồi đã, mà shipper nó báo rồi. Ông này chuyên môn là bơm hàng, thích thì lấy, không thích thì thôi. Cứ đặt như vậy kiếm hết phần của người khác. Cái này 10 gần 16 nha anh em. Đóng gói đã người ta đi không ấy, ship đi ship về nó lãng phí thời gian và tiền của mình đó. Này 17 17 rưỡi đi. 73 74 rưỡi thế ha. 25 24 mấy 25 ha. Đó. Đó. Bộ này đẹp nha anh em. Mấy cây này thì có sử dụng nước thì mình có mài sơ, còn hai cây mới này chưa có qua mài luôn. Rồi 350 cho cái bộ đục này nha, mã số 9. Bán đi rồi mình gửi mới, mình mới ấy ra nè. Ông nội này ông đặt ở nó cũng bán 350 cũng khá nhiều anh em mua nè. Ba trăm rưỡi nha anh em. Cái hổm còn ế cái mỗi hàng này nè, nên bán 100 ngàn luôn nha, cho anh em mình về sử dụng. Tại vì nó mất đi thông số rồi, nó mất có một miếng cái tem giấy đây, chứ mình nghĩ nó tầm khoảng tầm từ chắc 20-30W đi. Này của Haco điện 100V nha anh em, với nó bị cắn nhẹ đây đi xíu. Ok nha, này sử dụng nó chỉ sử dụng nước thôi, nhìn cái mũi nè anh em biết. Đó. Anh em sử dụng gia đình cũng được, mình cũng đang xài, mình cần cái gì mình hàng hay gì đó là mình xài những cái mẫu hàng này nè anh. Mình hàng cái này là chì, nó rất cũng nóng, rất là nóng, ăn chì lắm. 10A nha mọi người, 100 nha. Cái này 140, 10B. Cái này 40W, 100V nha, cán gỗ. Cây này sử dụng không rất là ít nè. Cái mỏ nó còn thấy luôn. Dây của người ta là dây chống cháy nha anh em.
món chi này, món hàng này của Hosan. Rồi cái này 140 nha. Nhận hàng trả tiền thì anh em phải tự trả ship nha. Rồi tới 11. 11 là bán cây kiềm tốt này. 220 ngàn nha anh em. Chuyển khoản bao ship, lý do là nó dính sơn với cái này. Cán nó xấu. Chứ cái mà mấy cái kiềm cốt này anh em không mua đâu, hai trăm hơn dưới 200 ngàn. Cái này chỉ có bán thanh lý thu hồi vốn thôi anh em. Cái này khá là dài, gần 3 tấc. Anh em bấm biết chỉ nào mới hư mấy cái đầu cốt này nha, mấy cái đầu này bấm này. Azumi. Như này là tao 4 lỗ cốt nha anh em, 4 lỗ từ nhỏ nhất luôn nha. Anh em nhớ là phải bấm vào một cái nó mới nhả ra nha. Nội điện nhật nha. Đây, những anh em thợ sử dụng thường xuyên không cần ngoại hình đẹp thì có thể mua cái này ha. 1.5, 1.6 chứ. Rồi cái này là đầu dày khoảng 5 ly à, anh em bấm mấy cái cốt đồng làm gì mà hư nó nổi ha. Nhược điểm của nó là nó bị dính sơn dơ dơ thôi. Đó. Rồi 1 220. 12 kìm mỏ quả 204. Cái kìm là 3 tấc nha anh em, đó. 3 tấc anh nhìn nó khác nhìn nó khác xa với cái cây 2,5 tấc lắm nha. Cây 2,5 tấc mình hay bán. Cái nhất là nó nhìn nó không có cây nào đây, nhìn nó chênh lệch với nhau nhiều lắm, với cái trọng lượng nữa này nó làm khá là dày nè. Cây này mình không thấy chữ da băng gì đây nhưng mà không biết có hay không mà cũng đánh ra mất tiêu hay sao. Nhưng mà nhìn cái lớp thép, cái thứ nhất, cái thứ hai, nó nhìn cái quá trình sử dụng của nó là nó nè, nó có sử dụng rồi mà răng cỏ còn rất là tốt. Trên con tán nó chỉ có hình ngôi sao đây, hình cái tam giác đây thôi, không lấy thấy đóng thương hiệu đây. Nhưng mà theo mình là không phải mấy cái hàng Trung Quốc đâu nha anh em, không phải hàng chợ đây đâu, không phải mình bán mà mình nói. Nhưng mà thứ nhất là mình nhìn cái những cái lớp vỏ, thứ hai nữa là nhìn cái lớp thép, cái lớp vỏ nhựa của anh ta nó khác với mấy cái đồ ở đây đó, chứ không phải mà kìm mẫu quả nha. Răng cỏ rất là đẹp. Ba tấc nha anh em, 240. Nó có mấy cái nắp nó để mở rộng này. Cái này về nó bị sét, mình phải đánh nó ra cho mình nhìn còn đỡ đỡ nha, chứ còn anh em đồ bãi về mà anh em thấy nhìn nó đâu có ra đâu. Đó. Phải ngay khớp nó mới ăn. Ba tấc nha, nhìn nó to đùng rồi. Cái loại lớn này không có nhiều. Mười ba là bán hai cây cảo này đi, cây 108. 13A là cái nhỏ đi nha anh em. Này 13A nha. 108 là cảo này. Này anh em, cảo gỗ 2,5 tấc nha. 60 2,5 tấc, 60 là ở đây. Cái này chưa sử dụng luôn nha anh em. Cán gỗ. Còn hộp bóp luôn. Đó. Còn có lớp bọc luôn nha. Cây này 108. 13A. 108. 13B. 200. Cảo cơ khí. Có thể cảo chung nhiều việc lắm. Cái này anh em mua xài biết khi nào hư nha. Thứ nhất là nó rất là dày, thứ hai nữa là nó nhìn nó chất lượng lắm, dày và nặng. 75 mình xin cây nha anh em. Thấy nó làm một con tán ở đây để cho mình siết bằng những cây cờ lê luôn, hay là anh em biết
thì em sẽ cạo ba cái đồ cong vên hay gì đó để mình chấm là mình hàn. Hay là mình làm cũng nhiều việc lắm. Cái máy cạo này cũng đa năng. 200 ngàn. Đã qua sử dụng rồi anh em thấy nè. Đó. Cạo này mình nghĩ rất là bền nha. 213B. Mười bốn 14, 15, 16 bán mấy cưa nha anh em, cưa để cho những em cưa cành nhánh những cái cây nó mọc nhánh gì đó tùm hay gì cưa 3 bộ, bộ 180 200, 240 giá trị nó khác nhau hết, mới cũ 16. Thì mình nói chung mua mua bán một cặp như thế này để anh em sử dụng dần, chứ mà bán lại như ngoài cây cũng phải 100 ngàn. Đa phần là lưỡi cưa còn rất là bén hết. Rất khá là bén hết nha anh em. Còn gì chứ hai này là hai cái răng nó cũng hơi khác nhau một tí. Độ dài nó thì hơn gang tay mình. Đó. Ship ra thì nó khoảng 4 tấc mấy 5 tấc nha anh em. Cưa của Nhật nha mọi người, hai cây. Hai cây này 188. Hai cây này 200. Một cây cưa hai mặt. Bén ngót hết nha anh em. Cán mà nhìn cũng còn sáng sủa. Tại vì nó hơi đen đen tí thôi chứ nó không phải là nó bị gì hết nha. Đây. Coi như này là anh em có ba cái lưỡi cưa. Đó, 200 ngàn. Kích thước thì cũng như nhau thôi nha anh em. Hơn gang tay thôi. Hai trăm mười lăm nha, cái này 240 16 y như mới. Đó, cây này là nó cũng ba mặt nè. Cưa này đảm bảo anh em cưa về rất là ngọn nha, một nhuyễn một hơi thô một tí nè. Bén ngót luôn nha anh em. Cái cán anh em thấy nó sáng sủa như là nhiều khi nó chưa sử dụng nó bỏ luôn đó. Cây này cũng vậy, cũng còn sáng luôn. 240 đây mà cũng còn đầy đủ này. Mất hai cây này anh em nhìn thấy nó sáng đẹp hơn 32 cặp kia ha. 240 chuyển khoản sẽ được bao ship nha anh em, còn anh em nhận hàng trả tiền anh em tự trả ship nha. Số anh em mình nói rõ mà số anh em cũng muốn nhận hàng trả tiền, mình muốn bao ship mình còn hỏi mình đó nha. Dù anh em muốn chốt hàng thì anh em cứ chốt mà nào có chốt luôn đi nghe anh em, chứ đừng có hỏi mà nhiều khi mã này còn không mã kia còn không đi. Nhiều khi mình trả lời còn cái anh em 5 7 phút sau anh em trả lời là mình đã bán rồi nha. Anh em chốt cái nào còn mình ok liền. Nhiều khi một số anh em mình chưa kịp xem tin nhắn nữa là anh em đã điện thoại rồi. Nói chung từ lúc đăng clip mình không có bán, không có nghe điện thoại. Cũng hạn chế nghe chứ không phải là không nghe nha anh em. Cái này 17. 17 bán hai dao này 220 ngàn. Dao dao gọt trái cây nha anh em, còn dao này để dao thái thịt chống dính nè, có lộ. Hai carbon ha. Dao này cái này dính dơ nha anh em ấy nè, cái này sử dụng rất là ít luôn nha, cán nhựa hết đó. Hai cây này 200 220. Chung Tết nhất nó chỉ còn có mấy ngày thì anh em nào ấy thì mình cũng muốn tìm hàng để khuyến mãi cho bán khuyến mãi cho anh em, nhưng mà không có hàng gì. Có đi nữa cũng bán không hề rẻ. Cặp này 200 cũng dao gọt trái cây, chung máy dao biết thì anh em nó thông dụng mà nghe, nó lưỡi nó khoảng tầm mười mấy thôi,
Dao này cũng vậy, sử dụng rất là ít, chưa có mài luôn nha mọi người. Có cái cán thì nhìn nó hơi cũ cũ tí xíu thôi nè. Tại chứ mà cái nhựa đen mà nhìn nó cũ anh em cũng nhìn khó biết lắm. Cái nhựa này nó trầy xước á. Với dầu trái cây. Dầu trái cây mà anh làm cũng khá là dày. Thép bọc tới dưới luôn ha. Rồi 18 200. 19 20 có bây giờ mấy mã cuối cùng mà còn mấy dụng cụ bếp nha anh em, mấy cái nồi với mấy cái đầu bếp thôi, anh em nào cần thì hãy xem nha. Cái này 19 200, 20 cũng 200 luôn. Cái nồi này bóng ngời luôn. Cái này không biết phải cái nắp nó không nhưng mà mình thấy nó cũng vừa, mình bỏ vào luôn nha anh em. Cái này mình cho thêm anh em là một cái chẳng mấy cái muỗng linh tinh cũng mới khi sử dụng luôn nha. Cái này dơ nha anh em, về lau nó sẽ ra thôi. Cái này Thailand China xuất Nhật đó anh em, chứ không phải là hàng ấy. Đây này nha, cái này cái muỗng để các anh em có thể cái này múc tiêu đường niêm rồi. Hai cái muỗng này tiêu hay gì đó, tiêu đường một niêm đó, ba cái với một cái nắp với cái nồi này. Cái nồi cũng còn khá là đẹp nha anh em, khá là dày, nhìn anh em nhìn thấy mua về cầm lên tay nó dày lắm. Cái này anh em có thể nấu canh mà dạng ít người ăn, hoặc mà nấu thăm chung vừa một cái như một bát phở thôi, thấy được, nó có thể nó bỏ nước thôi, thăm đồ ăn bát phở hay là gì đó, nó rất là cũng sử dụng trong nhiều lắm, nhiều việc. Ngang 17 này cũng khá là sâu ạ, 8 phân, nhìn nó dày lắm nha nè, nhìn nó ấy lắm. Cái là phần gì của nó nè, anh em thấy là nó như cái phần mà phần này lại như là có cái phần nước nó động á, nó có bị oxy là quá tí xíu, nó có ra xét đây phần phía bên ngoài, nằm bên ngoài nha, kiểu như một cái này là một cái này thì nó phải đi dập bằng máy á, nó ấy lại nước nó thường nó động ở phần này phần phía ngoài thôi, chứ còn bên trong vẫn vậy. Hai tay cầm cán gỗ 200 nha anh em. Mấy cái này là thật sự bán lỗ, mấy cái đồ bếp này bán không có lời nha anh em. Đồ chuẩn như thế này họ bán cũng hơi cao, mà cả mỗi cái như thế này nó gần cả ký rồi. Cũng một cái nồi này, mấy cái này có anh em có thể sử dụng bếp từ được luôn nha. Mình cái nồi này cũng vậy luôn. Cái này nó không phải là inox rạc, mình có thể sử dụng bếp từ được. Cái nồi này nó khoảng 9-10 như cái kia, 9,5-10 vậy đó. Cái này làm như là một cái lớp không chống dính đó anh em, nhưng mà đã sử dụng rồi, chắc này sử dụng không kỹ nên lấy bằng bồn nhùi như bồn nhùi cước á, chà là nó sẽ tróc hết. Anh em nên sử dụng thì anh em nên chùi rửa bằng cái bồn nhùi mềm nha. Cái này thì dù anh em nấu mì hay nấu một gì đó, nấu canh hay gì, nấu một cái một hai người ăn, tập hai người ăn đó. 200 luôn nha, cũng thêm hai ba cái muỗng này đi đó. Hai cái muỗng nhỏ, một cái muỗng này to hơn tí, rồi bỏ vô 200 ha. 20 còn cái nồi nữa thôi, 21 250. Đây cho thêm ba này nữa đó. Cái này cái muỗng định lượng gì không biết, có ba cái nhỏ xíu, cái dừa, cái to tí,
nhưng mà làm kiểu theo kiểu sâu nha. Này một cái sàn gì đây, tay cầm nó rất là ngắn nha, khoảng 10 phân. Đây cái nồi bóng ngời luôn, thấy cái hình mình bên ngoài luôn. 2 phân 2 21 rồi. Giờ tới 12 lần anh em. Ôi nó đẹp, nấu bếp tự được luôn nha. Rồi như đây 250 250, 21. Chung mình anh em nào cần thì ấy nha, còn nếu anh em nào mình sẽ bán hết lô này thì mình không, sang năm mình sẽ không chơi ba này nữa. Chung thứ nhất gói đến cực, thứ hai nữa lời thì chả thấy đâu. Của Nhật nha anh em, có tem đàng hoàng, không có bán hàng chợ đây nha. 22 22 là bán một cái phích này, lót trà máy in da băng này, 1 lít 1 lít 0.4 cho tròn 1 lít ha, máy in da băng Tiger thì này chắc nó sử dụng rồi, trên đây là nó bị dính dơ nha anh em, anh em có thể về đâu rửa thêm, giờ sử dụng rửa lại nha. Cái hay nữa là mình rót cái này nè, cái này, phần này nó đậy lại nè, khi anh em rót nước nó sẽ bật lên cái phần này, bật lên mình rót lên anh em thấy không? Nó nghiêng cái này ra đó, y như một cái lớp nhôm đây đó. Rót nước này cái nó bật này lên, cái như nó giữ kín để anh em giữ nước sôi rồi đó. Thì đương nhiên trong đây nó không có bể là ok rồi, anh em về anh em sẽ vệ sinh lại mà sử dụng thôi. Cái này mình nghĩ của Nhật nó giữ giữ nóng rất tuyệt vời, rót trà hay gì nữa sôi. 220 anh em. 23 còn đóng này nữa bán 400.000. Đóng này ha. 2 4 5 cái muỗng nó mạ màu đồng. Chưa sử dụng luôn nha anh em. Trong mấy cái đồ này, đồ dụng cụ bếp này đa phần một số nó còn chưa sử dụng luôn, một cái sử dụng mình nghĩ chắc có sử dụng ít nhưng mà còn rất là đẹp, cái nào cũng cũ quá mình bỏ hết nha. Đóng này cũng khá nhiều anh em, nặng tới 1 kg mấy lần nè. Này có cái chụp này là mà nó bị mất đi cái đít, cái này để không biết bào gì đây, bào vỏ hay gì anh em ơi. Đó. Một cái gấp nước đá gấp thức ăn như đây, nó cũng có thể gấp đá rồi gấp thức ăn luôn cũng được, 49 luôn nha. Mấy cái đồ linh tinh nè, muỗng nĩa nè, một cái cây y như cái sạn mini hay cái trắng gì đó không biết, của Nhật hết nha nè, đóng chữ lên đầy đủ hết, nhiều lắm. Một cái sạn mini, cái này anh em có thể chiên trứng nè, chiên ấp la dứt nó lên. Một cái muỗng múc canh, đây mấy cái muỗng nhỏ nhỏ 2 4 6, mấy cái nĩa để anh em có thể mấy gấp trái cây rau câu, 2 4 6 8 9 cái nĩa và 6 cái muỗng muỗng nhỏ nha. Mà có giá múc cơm này, về chung mấy cái đồ này nghe anh em, chứ anh em đừng nghĩ nó đồ chợ nha, này không biết sử dụng chưa nữa, anh bỏ chung như đây nè, cũng còn khá là sáng và đẹp. Một cái kéo bếp, kéo này thì mình nghĩ nó không phải nội địa này, hàng xuất nè, nhưng mà nó rất là bén nha, rất là bén. Muỗng, thêm cái muỗng này nữa, nĩa, hai cái nĩa này, hai cái nĩa to hơn. Những cái muỗng, hai cái muỗng múc canh, một cái sạn, một cái giá để ấy đừng cho nó nước nó chảy xuống á, một cái sạn này và một cái sạn này nữa,
chiên xào này bằng nhựa, nó bị cái này tí xíu. Mấy cái này nhìn nó khá là dày nha anh em, dày lắm. Hai con dao, hai con dao này không phải dao, chắc dao cắt đồ đông quá này. Khá là mới, chắc cắt đồ đông đó. Cắt đồ đông lạnh á. Ui chà nó đẹp. Thêm cây nữa, cây này cắt bánh bít tết hay gì đây. Làm khá là đẹp, khắc hoa văn nào lên kỹ ghê vậy. Thêm cái muỗng múc canh này bóng ngời Valentine, khá là nhiều nghe anh em, rất là nhiều. Tính ra giá trị món nó không có mấy đồng hết à, mấy chục món luôn ha. Nếu mà tính ra từng món thì mấy chục món đó, anh em xem lại cái đống này đi ha, 400.000. Rồi 23 400 nha anh em. Rồi anh em mình xem cứ coi món nào cần thiết thì hãy nhắn tin qua nha. Lưu ý là hôm nay mình anh em nào chuyển khoản mình sẽ bao ship hết nha. Còn anh em nhận hàng trả tiền anh em tự trả ship nha. Mình có nói rõ trên clip này anh em hãy lưu ý là phải nghe rồi nghe. Anh em xem anh em cũng phải nghe giùm mình để như số anh em cũng hay thắc mắc hỏi đi hỏi lại mình. Có A có B anh em đừng có nhắn nhầm mãi, để mình giao cho nó đúng sản phẩm mình muốn mua. Rồi xin chào và tạm biệt anh em.